Còn là nhà xe đông chuyển không tên ha, xe đông quá trời luôn. Rồi coi cái xe thấy cái đông không, từ từ tên
Trong đây có nhiều mà, trong đây có nhiều trong đó mà. Không thấy đề bản ở đầu đường nè, quá trời là gì trường. Cái đạn đỏ của con. Cái kỳ này. Một đèn hào. Thì hết Phú Hận là tới Phú Mỹ Hưng. Phú Mỹ Hưng gì? À Phú Mỹ Hưng cắt tóc hả? Cắt đầu hả? Cắt tóc gì? Cắt tóc đầu nha. Ok vậy. Phú Mỹ Hưng là cái tóc. Phú Mỹ Hưng là khu sang chảnh nhất nhì Sài Gòn. Cắt tóc gì? À Sài Gòn hả? Đi Sài Gòn. Cầu cầu Phú Hận. Cầu Phú Hận. Cha đang nói cầu này cầu Phú Hận. Con nghĩ là bây giờ con đi đâu? Con đi tấp. Con dài quá. Cầu Phú Hận là tới Phú Mỹ Hưng rồi đó. Làm thẳng luôn nè. Rồi. Làm thẳng đường đường Tiến Anh hả? Đứng lên đi. Đồng hồ bên phải. Bên phải là tới số này bên phải hoặc bên trái. Bên phải ra ngay triển lãm rồi ra ngay Nguyễn Linh xong. Ủa khu dân cư hả ta, là thành khu dân cư đi thôi. C13B bí vàng chỉ cách có vài phút thôi, nãy giờ đi được 10 phút là chạy vừa nhanh thì chừng 5 phút. Thành khu dân cư hỗn hợp này, gì không mở cái đường này. Cô ơi. Ừ. Hồi nãy vừa qua cầu Phú Hận rồi phải rồi cho khỏe. Cô. Rồi ra đây hả là. Cô biết đường đi rồi. Ok chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau, nhớ like đăng ký hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.